Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đầu tháng 7 các chị, thì bên Huy đang có chương trình ưu đãi rất là tốt cho cái mẫu xe Toyota Veloz Cross các chị, sản xuất vào năm 2022. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2022. Thì chủ xe mua xe tại Toyota Long Phước, chi nhánh của Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy các chị. Sản xuất vào năm 2022 và khi mua xe thì chủ xe bảo trì bảo dưỡng hãng rất là kỹ các chị. Năm 10, 15, 20, 25. Chủ xe đến hãng bảo dưỡng rất là đúng định kỳ luôn. Và mẫu xe này thì anh chị thấy ngoài đường chạy rất là nhiều, khá là quen thuộc. Thì Huy cũng sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu sơ bộ về chiếc xe này. Và hiện tại thì bên Huy đang có chương trình ưu đãi thuế, ưu đãi về thuế các anh chị. Rồi xong xuôi rồi giảm giá này, rồi xong xuôi là khuyến mãi phụ kiện nữa, rất là nhiều luôn. Cho nên là quý anh chị nào quan tâm thì anh chị liên hệ nha. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy niêm yết với giá là chỉ có 575 triệu thôi, mà chưa kể ưu đãi quý anh chị. Được chủ xe trang bị những miếng chống trại bật lên xuống nè, rồi lót sàn đầy đủ hết đó chị. 2022 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Ghế thì zin theo xe, da và nỉ phối với nhau rất là đẹp luôn quý anh chị. Có những cái tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết quý anh chị nha. Rồi gương thì có gập điện tự động luôn quý anh chị, gập tự động luôn. Đây các anh chị. Đấy, đóng cửa lại, bóng lóc cái là gương tự động gập vào. Rất là hiện đại luôn ha, rất là hiện đại. Và có cảnh báo va chạm, cảnh báo trên làn đường đó chị. Sorry các chị, này là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cũng như là cảnh báo điểm mù ha. Đấy, rồi cảm biến rau vào cửa thông minh. Ok. Rồi có phanh tay điện tử nè. Đấy, rồi có sạc không dây. Hộp số thì là trang bị hộp số vô cấp đó anh chị nha. Anh chị biết rồi, hộp số vô cấp thì đi rất là sướng. Số đồ nó nhảy khá là mượt các chị. Rồi hệ thống điều hòa tự động này anh chị, khởi động nút bấm start up. Đây. Rất là đẹp luôn nha quý chị, chủ xe kỹ lắm, dán hết nè anh chị. Dán nè. Dán nè anh chị ha, những vị trí mà có khả năng gây ma sát nhiều, mày mòn là chủ xe dán hết nè anh chị. Đây, dán hết nè nha. Rất là kỹ luôn. Tấm lót cách nhiệt cho tấp luôn. Đấy anh chị thấy không, 7 chỗ rất là rộng rãi, vô lăng bọc da. Đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt và đèn được trang bị là đèn led nha quý chị nha. Thì Huy cũng sơ lược để cho quý cô chú anh chị mình nắm về cái mẫu xe này, vì đây là một trong những mẫu xe rất khá là phổ thông và hiện tại đang được ưu đãi tốt. Và xe này thì chủ xe bảo dưỡng hãng rất là kỹ luôn. Bảo dưỡng ở hãng rất là kỹ cho nên chị yên tâm về xe. Đây, vị trí này chủ xe dán đề can hết nha quý chị nha, dán đề can hết. Cho nên là tháo ra là can như mới. Đây, dán hết nha quý chị, dán hết này ha. Đấy, miếng chống trời, lót sàn hết. Đấy. Và phía sau thì thực sự ra Veloz là một trong những mẫu xe mà có cái khoảng cách giữa băng ghế, hai băng ghế sau, trước và sau như thế này rất là rộng hơn quý chị. Nó gần tới 1m980mm. Đó, gần 1m đó quý chị, khá là rộng rãi. Có cửa gió anh chị ha, có cửa gió điều hòa hết. Rồi phía sau ha, phía sau thì chúng ta sẽ có hai cái ghế anh chị nào sử dụng thì mình kéo lên thôi. Đó thì thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm về cái mẫu xe Toyota Veloz phiên bản Crop, phiên bản tiêu chuẩn này hiện tại đang ưu đãi giá tốt, với trang bị hộp số vô cấp, trang bị 6 túi khí và những tính năng cân bằng điện tử của xe có hết ở trên cái mẫu xe này, hỗ trợ khả năng nhân dốc, phân bổ lực phanh điện tử. Và đặc biệt là xe này như Huy chia sẻ, chủ xe bảo dưỡng hãng cực kỳ kỹ nha anh chị nha. Và đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Đấy, rộng rãi thoải mái, 7 chỗ gầm cao. Gia đình sử dụng, anh chị mua về sử dụng khá là ok luôn. Đi rất là sướng, khá là vọt như quý chị nha, đạp rất là vọt luôn. Ok, thì thông tin sơ cho quý chị mình nắm, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ. Và anh chị nào mà đang cần mua mà thiếu tài chính thì phía tài chính sẽ hỗ trợ cho quý chị vay. Anh chị đưa trước 185 triệu là anh chị mua được chiếc xe này rồi. Cho nên anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm ạ. Và đây thì Huy, và sau đây thì Huy sẽ cùng với quý anh chị ha, mình xem chi tiết về sản phẩm. Thiết kế phần đầu xe Veloz thì rất là quen thuộc rồi, thì anh chị thấy ngoài đường nó chạy rất là nhiều. Nhìn nó sẽ có cái gì đó khá là sang trọng. Những cái góc cạnh, những chi tiết mặt chrome. Đấy, cụm đèn led cực kỳ sáng. Có tính năng tự động bật tắt. Anh chị để chế độ auto mà vào những khu vực đường hầm hay là trời tối tự động nó sáng luôn. Đấy, mâm đúc 16 inch, vỏ còn rất là dài nha quý chị nha. Đấy, xe này chủ xe chạy ở khu vực thành phố thôi cho nên là vỏ còn rất là dài luôn. Những chi tiết mặt chrome.
những cái đường găng đó. À, nó tạo nên cái gì đó khá là cứng cáp đấy ở trên chiếc xe. Veloz Cross. Rồi đèn xi nhan là đèn led nha quý chị nha. Đây nó có cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Cái cảnh báo này rất là hay quý anh chị. Giống như ví dụ anh chị mà ve đó, có phương tiện nào mà ở phía nó đang chạy ngang qua anh chị đấy, thì nó sẽ báo cho, cảnh báo cho quý anh chị để mình biết, mình cẩn thận hơn ha. Rồi hoặc là anh chị mà xi nhan sang cái len đường bên cạnh đó mà ở điểm mù mà nó khuất á, anh chị không thấy được á, thì nó cũng cảnh báo cho quý anh chị. Đây anh chị ha, đây, cặp gương tự động ha anh chị. Rồi lên trên xe thì anh chị chỉ cần đạp thắng và đạp ga thôi là nó tự động nó đề nổ quý anh chị nha. Rồi đây anh chị nhìn nè, mặt đồng hồ tốc lô không, đẹp không, khá là đẹp luôn. Xe đi được 58.000 cây quý anh chị nha, 58.000 cây đó. Có khởi động nút bấm start up này, rất là tiện lợi, chỉ cần đạp thắng và nhấn nút thôi. Hệ thống điều hòa tự động. Hiện tại thì cái bình này nó hơi yếu anh chị ha, cho nên là Huy không có nổ máy được. Cho nên là Huy cũng giới thiệu sơ cho quý chị mình nắm. Và chất lượng thì anh chị yên tâm về về xe, bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Thực sự ra thì xe này bên Huy cũng mới điều chỉnh về giá, và đầu tháng 7 này thì bên Huy cũng đang có chương trình rất là tốt cho cái mẫu Veloz này. Anh chị nào mua về chạy dịch vụ 7 chỗ thì anh chị lấy chiếc xe này, hoặc là anh chị chạy gia đình cũng khá là tuyệt vời. Động cơ hộp số thì không khác gì với cái phiên bản top ha, cũng tương tự, nhưng mà giá thì rất là phải chăng luôn. 575 triệu mà đang ưu đãi cực kỳ tốt. Thuế rồi giảm giá rồi phụ kiện nữa thì anh chị mua về thì anh chị đi. Thực sự ra thì anh chị đi những cái dòng xe này thì rất là sướng luôn. Rồi và đặc điểm của chiếc Veloz này, ngồi rất là rộng rãi thoải mái, thì như Huy chia sẻ ở đầu video thì anh chị có thể có được một cái mà cũng rất là hay ở trên cái mẫu này là anh chị có thể ha, có thể là đây mình có thể gập một cái băng ghế này xuống, mình sẽ để đồ rất là rộng rãi thoải mái. Rộng rãi thoải mái quý anh chị. Đây quý anh chị ha, rộng, mình để mình ngồi mình thoải mái luôn đấy. Hoặc là với đó là sơ lược ha. Rồi vị trí này quý anh chị, vị trí này. Rồi một điểm nữa các anh chị, có bề tì tay luôn nha anh chị nha, bề tì tay đó, khá là ok luôn đấy. Anh chị mà để lên là thêm một người ngồi nữa. 6 túi khí quý anh chị, rất là an toàn khi mà quý cô chú anh chị mình di chuyển đó. Thì đây là một trong những cái mẫu xe khá là quen thuộc đang có mặt tại Toyota Tân Cảng Minh Huy. Đấy, cái cốp đựng đồ phía sau này, cái băng ghế này thì chúng ta có thể ngã được quý chị nha. Đây mình có thể ngã được nha đó, mình có thể gặp, mình có thể ngã nữa ha, mình có thể gã nó, điều chỉnh nó rất là thoải mái luôn đó. Rồi anh chị có thể gặp này ha, gặp băng ghế kia lại. Không giống như ví dụ như có tính năng sofa rất là hay ở trên cái mẫu xe này á, là anh chị này, anh chị kéo này lên, anh chị gập ghế xuống là mình ngồi rất là thoải mái, như một ghế sofa. Ok rồi, bộ lon con táng này ha, keo sùng tapi cốp sau đó. Thì phía sau được trang bị hai cảm biến khoảng cách từ phía sau, cho nên là khi mà ve nó rất là an toàn cho quý chú anh chị. Rồi gầm bệ đây anh chị ha, đó vỏ sơ cua, vỏ sơ cua còn rất là mới luôn quý anh chị đấy, dường như là chưa sử dụng luôn còn nguyên. Ok đó, xe này thì anh chị mua về thì chỉ việc lái xe về và đổ xăng chạy thôi quý anh chị. 7 chỗ gầm cao xúc động rộng rãi, gia đình sử dụng thì khá là tuyệt vời. Với một giá thì Huy nghĩ là so với những chiếc xe như là Route đó quý chị, hiện tại bên Huy có 2021 của Route thì cũng đang được chào bán với giá 555 triệu. Thì theo Huy suy nghĩ, nếu như mà chọn chiếc Route thì chiếc xe này với giá là 575 triệu mà đang ưu đãi tốt, thì Huy nghĩ là anh chị lái chiếc xe này nó cao hơn một đời quý chị, và option nó cũng nhiều hơn nữa. Option nó cũng nhiều hơn nữa quý chị nha. Thì đó là một cái sự chia sẻ từ Huy về cái mẫu xe này, cũng như là sự lựa chọn quý của chú anh chị. Và anh chị ha, nó có một đặc điểm nha anh chị. Anh chị thấy dãy đèn led màu xanh dương không? Đấy. Đèn led màu xanh dương. Đó, buổi tối nó ánh lên rất là đẹp nha quý chị nha. Ở vị trí này nữa quý chị. Thì đó là một trong những cái option, một cái trong cái những cái điểm mới ở trên chiếc xe Veloz này. Thay đổi rất là nhiều, rất là nhiều. Một chiếc xe 7 chỗ của Toyota.
Thì thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm về cái mẫu xe này, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn để cho quý cô chú anh chị mình có thể mua về sử dụng. Và đặc biệt giá, gọi cho Huy, giá sẽ được một giá rất là tốt luôn. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những cái sản phẩm mới về tại Toyota Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam nha quý cô chú anh chị. Huy xin kính chào và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.